bà xôm chấm rượu sữa bằng bồn sao vậy thay hay xôm chấm rượu sữa bằng bồn đại diện cầm can để tặng ốc nơi khăn nong bòn sẽ cái sẽ khai cọc cong ngày thay lịch trong bàn thủ thí miền bít ôm mũi tiết dương phơi cây sâm phe chỉ bắt tàu bắt tốp chỉ mồi nằng bắt thiên xả chip nơi khăn nong bòn sẽ cái sẽ hay để lại thay này dương miền bắt thiên bắt nằng chỉ phe xa âm pì sóc tục rồi chỉ than âm pì càng nhì lợn khăn càng nhì là bọc cầm còn dùng chức nơi đồng bọn sự cảnh sát hay phiếu cho mùi nâng cả bà bộ số số đài chỉ bộ quân cách công ty sân cung vì ruột hay công ty đó cầm còn dùng chức vì sai cắt đê vì nẹ phuán đài chỉ vì sai mùi nâng bộ quân hay có chỉ vì sai ở tập hiệp mùi đài thu ai sự cảnh Campuchia nâng miền ca đi chấm rán tàm và dạ cả nông chanh tiếp xác cứ xâm lý bộ quân thằng anh hay khi đấy dương miền việt mình mùi rượu bằng đá đại chiêm thiên sản chip hay sôm chiêm rượu sụp bóng hay bóng ai chiêm rượu chung múa hay tù tí hay năng cài nghiền bóng bóng nơi khăn rong chạm thì bà sâm chơi bạn khi nhóm chung múa thon thố chi bật thiên sản chip nơi bị chạm khát cọc con nơi khay cái ẩn đi bạn giờ cam hiệp cài nghe cam có bộc lực bộc ô như nơi cọc con cứ quật miền cài nghe hiệp lo cái sao người đi chầm rào miền cài nghe tại quận về bằng ngày từ bằng ngày càng như đã miền thư ca thọ mà đà hơi có ca giả hạn chip nơi nông rong chạy này cô mình miền chỉ bảy hà ấy vậy chỉ đông cấp bốn đấy còn tại chỉ thọ mà đà hơi có vì miền ai tới chiên đó ca to ba rồi ca vậy tặng nó bờ bỏ ở xó quận chui sầm rùa cướp càng như cướp vì sai bạn hơi đôi chỉ bộ lực cực nặng càng nghe cực nặng cầu mong càng nghe tam giải thai hết tam lâu cô quạt chui sầm rùa tiếng lục dồn sùng cướp tăng vị thai tam sọc gặp hiếp tăng vị ca chậm nái xem xem hơi bị bờ sệt tre bộ thông bính cứ quạt từ tổ bàn bị bỏ xó tràn đôi chỉ ca từ bình đất sọc gặp hiếp thôi mà đã bằng bằng prạ hơi mùi tiết đôi chỉ ca từ trụt sọc gặp hiếp cô gọt bàn vì bỏ xó vì mình đồ sọc gặp hiếp đại cái đã áo ấy đại chuẩn nguồn đà rốt cái đã tăng áo ấy đại nhầm cô mình bàn chỉ xe lịch sạch bạc nọt đấy tại còn ta gọt cứ từ chỉ mặc hai từ một đoàn ấy chẳng vừa gọt bàn hỏi gọt cứ có xâm ra lòng tới lấy lòng ấy chẳng cứ gọt bàn chất sắp bế rồi này bị bỏ xó để bỏ phí cái tiền cho rồi vâng hơi rốt cô quật chui chỉ bàn xó mà thó chưa cạt bỏ xó chỉ bàn cây cro chỉ đào hay chỉ chắn là đây nhóm bàn chạm tới khoản thạc nhóm nghiệp rộp tù trúc bàn bật bàn đấy ở con bọn dương cử lấy tới khẳng đàm tích hay bọn dạy thà là khăn cả nhi hay miền sao mà chất cầm con mà dịch mướn con chú ruộng không xả chìm hay đôi chim mình tăng tay vị thế nó nó không khăn cọc còn có phần tác cần ở miền bịa lịch lư khạc mà dùng luôn chỉ cả vì mùi từ mùi vậy đó hoặc là nó sang trong cái chuyện thích bán thì ta sẽ lấy là chỉ ông xã ở bề đây phụ quạt châu ruộng chỉ sao mà chất xả chìm bằng bông tâm bất tới ở vòng xì xả chìm dưới cứ cả bằng cả nó cứ đôi chim mình chỉ bảo bạn thì còn tha bảo bạn vậy chỉ mình chia rút riêng lưu máu chia vậy đi 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 trả để cho mình đi khai khám máu lưu sâu tại khám máu tại mình miền khám máu như vậy thì một riêng đi có tại để lưu bị lại bên này bên nung tam vật chia vậy để họ tăng là khơi cho bác lo được phân tích mình miền hay sợ chị bỏ bóng bạc cả láng không cồm nòng ấy khác đấy hay ai bị chuyện tịch bản đấy sợ chị bỏ không bằng cả láng không cồm mà nòng cà pi sứt nâng sợi phim cà mà có đồng bài cướp sách kia từ bên nhà móc nên chui đò cầm co để quạt miền bảy hà tịt tuôi ấy cắt láng nên không càng nghe đồng bài đã xa sách cướp kia cùng ao đầm miền vậy để về rèn xe vậy để không càng nghe gì cầm lụm miền sách càng nghe từ lời bộ quạt ở những đó kia chạy chui kia từ bên nhà móc ở quân bằng hàng đấy trong sáng khẹp tập bắn đấy lấy dây nghĩa là làm bằng bò sò đối với bằng màn được làm đấy miền sạt trời pù có bàn là tháp bây giờ bị bò sò có thân hạ ca nghĩa có bàn bây giờ luôn thì hấp bây đôi chim miền à than là phiền vì bờ sờ sầm đạp khét cọc cổng đó bờ sờ chiến kỳ the light bằng à và thay màn thế để xa
vì ai chỉ sao ông rung đá chỉ chấm đá đằng đá đã bóng ổn chỉ cầm có về khá ta có thằng sẽ cái bóng sổ hay chỉ sẽ cầm không hình như sắt để còn từ mình toàn bàn miền ảo một con cà phê nông là về để còn lột nhiệt tứ là ưu tư họ đã cốt mà thực càng nhiều trạng này hay còn trọng đằng thác vì phát đó là sản khăn ấy khá xâm rạp cầm có dù chật hay xâm rạp với chiếc bộ tư tứ rồi còn tôi tìm khuôn bẹp ná đồng bày dụng đằng ẩm bì ảo một con cách công viên sử dụng năng bà vì bò giả số mà mình đưa chìa thả bởi gió nhằm lực lăng tới cầm cầm chạm với bò giả số với chui đo cầm mặc cò dưới đôi chàng cốt xâm rạ vì càng ý mình bà nhà hàng tạm lâu bò giả số có chui xâm rùa lòi dưới bàn xâm rùa cả tập bạc thân năm tập bạc chìa thân năm tập bệnh ý của cốt xâm rùa bàn phía tràn hơi có ca để càng ai cái chôn dành xin của quận vì sai khác quận miền chân tư của quận miền thu cũng rất ban cũng rất khá và quận bọn với tiết bọn đăng thà bọn sổ sò nắng miền và phục cả cầm trô bị khang nà thế đại sản phẩm cầm còn nhiều chất nữa rồi có bị khang phe kỳ đó thà ba tầm này anh thế rồi có miền cao rum nhầm này bị phe kỳ cầm còn nhiều chất bạn bọn sò này tam nhầm đăng từ khác lắm mình bán mình đấy còn tham bỏ shop mình còn trò pì rót pì mình trả hạ kia còn chui khăng rót chui khăng pì cầm cò riêng đã còn những chỗ rum chậm này bong phải rơi pì cái tiền chỗ để lấy mũi tiền bong rồng păng cần tới thà nó về tại bong thưa cả tới đào vây để thử chỗ này vượt tới bong rồng păng thà nó ai đào thưa cả hỗ đào thằng ai chỗ này vượt đấy nơi không bị sai này nhưng mình ai bằng thà thưa càng anh đọt càng ngày chụp một với từ thằng ngày một nâng nhóm nâng ai chụp nâng thằng ngày nào một ngày chân chung mình anh bằng đọt cục đại dục học sập đại chôn đi bọn bàn tế ta thua chứ mấy đồng bây ai chưa chạy thà bảo quân cái công việc cùng như sẽ bỏ sổ sổ rồi có bảo sổ thân vật để dựng bọn nâng viện nâng anh bơ tự lọc mà dựng bình bảo bọn ọt mì đồng bằng thà nâng ai thua đó thằng ngày chôn đi bọn nâng bà đôi giờ nhầm phần tục người ta bỏ ra xó rồi đã đôi sạch họ thôn chôn vào nó cứ tạm cứ dương bong chôn thực tiễn dẹp về chập bị đập bị khai làng tư cứ dương nâng bàn tu tha dương mình bàn bằng bình càng những cái đây chập bị đập khai làng tư cứ lại bị càng những ai bằng bàn hay cô mình bàn luôn nhóm cô từ ngày một tới cô ai bàn chìa cô xa nhóm chìa côn chìa phổ quân để cho luôn chậm nay. Bà, hay ta bong cất thà cua thật phơi giống mấy tiết đồng bơi ai thôi ở miền phía bờ xa lá căn tại bờ xa lá. Sầm rạp phổ quân cây cầm pin súng cấm chúng buộc cầm còn được chật được khả năng có thể cầm chỉ cái đôi chỉ lâu nay tua bong tua hay gì đó. Ta cua là miền phía kia này khác chúng run cả chùa luôn đồng bơi ở vì căn tục chật đó nè là u tổ cầm có còn căn bò sò tới hay bị chặt tới. Còn ai miền Bắc sơn thôn vật vật là lập vùng như chẳng thế, cô thương mấy đồng bào ở miền phía xa. Bà đồng bào ở miền phía xa là từ ngày nào cốt xung ở phía kia hàng bẹp phòn bò só, chui sầm rúa hay đó phía tầm nục chết đó cam co đồng bào cam co từ ngày nào cốt còn miền cả những bạc nuôi Bắc sơn thôn từ ngày một hay khoảng năm từ năm chui xung có chú ý cho đã rừng ca nghe bỏ xó bán bỏ xó cục cho thả bán cục này cục tuần tí tại bán bẹp bọn chúng mình ca nghe nâng và miền ở đây trong một tham đi tế bọn xâm rạp ca cho chạy vào dưới đấy tổng chúng mình nâng bỏ xó đấy bắt nhầm trong một tham tích rừng thà bờ sân hoàng ngay bạch bọn cứ bỏ xó nông khát này cứ nông bếp cứ quạt lò và xa đá hỏi tại khi nhầm trong quạt ឲ្យព្យាយាមឲ្យកែឲ្យថែមជំនឹងតិចទៀតឲ្យវិជាពរដ្ឋយើងមានភាពកក់ក្ដៅដែលគាត់ដែលជាការដែលរួមចំណាយពីរដ្ឋផ្ដល់យកចិត្តទុកដាក់រឿងបោះសបានបោះសនឹងបាទមានន័យថាបោះសគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្មកូនយុជិតហើយនឹងវិជាពរដ្ឋណាបាទបើសិនជាអាចកំណត់ទាំងអស់ក៏ល្អដែរសម្រាប់បងណាអូខេហើយនៅមកកានការយកចិត្តទុកដាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដល់កັບកូនយុជិត
បាទហើយអរគុណបងសម្រាប់ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅទីនេះហើយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទទួលសាស្នាហើយក៏សូមអរគុណបងមែនទែនសម្រាប់ការចែករំលែកហើយនេះគឺជាសារអប់រំមួយដែលជាសារមួយសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងបរិសុទ្ធហើយបើថាយើងនិយាយនេះទៅបីជាមិនបាន 100% ក៏ដូចជាការងារដែលជួបផ្ទាល់ហើយការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ហើយនឹងលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនដែលកំពុងតែធ្វើការងារហើយយូរសិនគឺនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងម្ដងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីហើយដោយសារកិច្ចសម្ភាសន៍របស់យើងនេះគឺបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានិងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងទាំងពីររូបនេះហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដែលជាកម្មករ YouTube ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាចំណេះដឹងហើយក៏ដូចជាដល់យុវជនយុវតីទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចក្រកម្ពុជាហើយក៏សូមអរគុណមែនទែនហើយយើងនឹងជួបនៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិការងារហើយនឹងសិទ្ធិផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យការងារបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា